Chào anh em. Hôm nay, Didi đã trở lại với chuyên mục tóm tắt anime Windbreaker, hay còn được gọi với cái tên thân thương hơn là máy chém gió rồi đây. Ở phần trước, chúng ta đã tạm kết thúc câu chuyện ở phân cảnh bọn của Sakura đụng độ với băng Shishitoren trong lúc giải cứu một cậu nhóc cấp 2. Hôm nay, Didi sẽ kể tiếp những diễn biến sau đó, để xem Bofurin sẽ giải quyết mâu thuẫn với băng đảng khác như thế nào nhé. Sau cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ với đội phó của băng Shishitoren, aka Togamechou, Hiragi biết kèo này cả bọn ôn lăng là cái chắc. Drama này từ mấy đứa nhỏ sẽ không giải quyết nổi, nên mẹ già quyết định đưa cả đám đến gặp trầm trường, vừa để báo cáo tình hình, vừa thương lượng đối sách. Nghe đến việc mình sẽ được gặp thủ lĩnh của Bofurin, Sakura mừng húm, liền lót tót đi theo Hiragi. Mẹ già cũng bảo rằng, hãy đưa thằng nhóc cấp 2 vừa nãy bị Shishitoren rượt đánh theo nữa. Thế là cả bọn lại đều bồng nhau quay về trường cấp 3 Furin, thẳng tiến lên sân thượng. Lần đầu tiên được bước chân vào địa bàn của thủ lĩnh Bofurin, Sakura và Nirei háo hức lắm. Ấy thế mà, lại chẳng có gì ghê gớm xuất hiện cả. Trên sân thượng chỉ là một khu vườn, được trồng rất nhiều cây. Cùng với một tên nào đó mặc áo thun trắng, quần dài, vắt khăn lên cổ, đang hì hục gì đó với mấy chậu cây trong góc. Chỉ đến khi Hiragi lên tiếng, đám mỏ hổ mới nhận ra rằng cái người đang làm vườn kia chính là Umemiya Hajime, thủ lĩnh của cả bọn. À, tất nhiên là trừ Sugishita, tại thằng cu này biết trước rồi. Sakura không tin được vào mắt mình, hỏi ngược lại rằng, ủa, có thiệt là Umemiya không vậy? Thì ngay lập tức bị Sugishita lườm nguyết. Vì dám gọi idol của thằng khứa một cách trống không, Umemiya nhìn thấy đám Hiragi tới thì hớn hở vờ lờn, liền sở lỡ cho bọn nhóc xem ngay mấy cây non mình mới trồng được. Nhìn dáng vẻ tăng động của Umemiya, Sakura cuối cùng cũng tin rằng ông anh này đúng là thằng cha nói nhăn nói cuội trong loa trường lúc xế. Chỉ đến khi bị mẹ già thái độ, Umemiya mới tốt lại cái điệu hí hí hố hố của mình, mời bọn trẻ ngồi xuống nói chuyện. Thằng nhóc cấp 2 bị Shishitoren đuổi đánh là người mở lời báo cáo lại sự tình. Chuyện là nhóc này đang đuổi theo một tên cướp, cứ mãi chạy nên không nhận ra rằng mình đã đi hố sang địa bàn của băng đảng khác, rồi bị bên đó làm khó dễ. Vốn thằng nhóc cũng muốn trở thành người có ích như các đàn anh trong Bofurin, nhưng giờ lại gây rắc rối lớn, khiến nhóc vô cùng xấu hổ. Umemiya chỉ mỉm cười, bảo rằng anh không trách gì cu cậu, những chuyện còn lại cứ yên tâm giao phó cho anh là được. Rồi như sực nhớ ra gì, Umemiya lại hỏi sao đám Hiragi kịp cứu thằng nhóc này thế. Bây giờ mới lo ra chuyện Sakura và Sugishita ra tay với người bên Shishitoren trên địa bàn của họ. Nhìn hai gương mặt không báo không ăn tiền này, Umemiya liền cười phá lên, ra vẻ đã hiểu. Sakura bảo rằng việc cậu chửi nhau với phó thủ lĩnh của Shishitoren là vì tên đó cứ lại nhảy về những thứ ngớ ngẩn như sức mạnh thượng đẳng, nghe thối mồm vờ lờ. Đã thế, cách hành xử của cái hộ đó cũng khó ngửi không kém, cậu không chấp nhận nổi. Umemiya nghe thế thì gật gù. Anh xoa đầu Sakura, khen cậu làm như thế là đúng. Anh cũng đã nghe về việc cậu bảo vệ thị trấn hôm qua. Anh tin cậu là vẻ ngoan mà. Sự công nhận từ Umemiya khiến Sakura tròn xoe mắt. Cậu khoái lắm, nhưng phải giả vờ là không. Đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, cắt ngang bầu không khí vui vẻ dung dị. Hiragi bắt máy, thì hay tin rằng phòng tuyến ngoài của Bofurin đã thất thủ. Kẻ địch đã đến tận cổng trường rồi. Cuộc điện thoại vừa dứt, dưới sân trường đã vọng lên tiếng người nói thông qua loa, hối Umemiya mau xuống gặp. Và không ai khác, kẻ ngông cuồng đó chính là thủ lĩnh của Shishitoren, Choji Tomiyama. Tuy đã biết rõ Shishitoren không phải hạng vừa sau lần chạm trán với Togamecho ban nãy, thế nhưng khi nhìn dáng người nhỏ thó của Choji, chú bé đào lại càng nhận thức được sự uy hiếp to lớn hơn nữa. Điều này càng làm cậu phấn khích. Đúng lúc này, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến từ sau lưng, khiến Sakura giật thót mình quay đầu lại. Cậu trông thấy Umemiya mặt đằng đằng sát khí, khoác lên mình chiếc áo đồng phục của Furin, đi xuống sân đối mặt với Choji. Khí thế của Umemiya khi nói chuyện với tên oắt nhỏ thó kia hoàn toàn đối lập với dáng vẻ vô hại ban nãy, cứ như là hai con người khác biệt. Choji thản nhiên bảo rằng mình muốn rửa hận cho Shishitoren vì Bofurin đã xâm phạm lãnh thổ của cậu ta, còn đánh đàn em dưới trướng cậu ta nữa. Đồng thời, cậu ta cũng muốn nhân cơ hội này đối đầu với Umemiya, kẻ được mệnh danh là chiến binh mạnh nhất của thị trấn Makochi này. Umemiya nhìn những thành viên của Bofurin đang nằm la liệt phía sau Choji, bảo rằng từ lúc cậu ta ra tay với họ thì cả hai đã huề nhau rồi. Thù của Shishitoren cũng đã được thanh toán song phẳng, đôi bên không cần thiết phải đánh nhau làm gì. Choji dĩ nhiên méo thèm nghe, cậu ta vung chân định đá vào đầu của Umemiya, nhưng đã bị anh đưa tay ra chặn lại kịp thời.
Umemiya thật sự không hiểu vì sao cậu lại trở thành một thằng trẻ trâu yêu thích đánh đấm như này kia chứ. Rõ ràng ngày trước cậu dễ thương vãi ra. Choji chỉ thờ ơ đáp rằng chuyện đánh đấm là phụ, cái chính là cậu muốn có Umemiya cơ. Câu trả lời này khiến đám Sakura đứng phía sau chấm hỏi chấm hỏi. Choji nói, từ khi trở thành thủ lĩnh của Shishitoren, cuộc sống của cậu chẳng có gì vui vẻ thú vị. Nhưng Umemiya thì khác. Dù đã đứng đầu Bofurin, anh vẫn nhí nhà nhí nhố cả ngày trông rất vui. Thế nên, cậu ta muốn biến Bofurin và cả Umemiya thành của mình. Cậu ta muốn cảm nhận được năng lượng vui vẻ đó. Giờ thì không chỉ các chú bé mỏ hổng cảm thấy ba chấm, mà chính Umemiya cũng cạn con mẹ nó lời. Anh cảm thán rằng, Choji đúng là đồ đáng thương. Đúng lúc tình thế đang nồng nặc mùi thuốc súng, băng Shishitoren cũng lục đục kéo đến thị uy. Sợ Bofurin lép vế, đám của chú bé đầu cũng hùng hổ đi ra chỗ của Umemiya, bành trướng lãnh địa của đội chủ nhà. Togemecho cũng có mặt. Hắn hất cầm, gọi Sakura là đầu nửa này nửa nọ. Sakura cũng cân cái mặt lên, mắng Togame là đầu tổ quạ ngủ dậy lười chải. Chú bé đầu nói rằng, chuyện Umemiya đánh nhau với Choji, cậu sẽ không can thiệp. Nhưng cậu sẽ không đứng yên nhìn mớ bồng bồng rối nùi này tự diễn biến tự chuyển hóa đâu. Choji bên kia vẫn một mực muốn đấm nhau với Umemiya, nhưng Togame đã cản lại. Đấm nhau ngay trên sân nhà của đối thủ không phải là một ý kiến thơm thảo gì, vì các học sinh còn lại của Furin đang tập trung dần xuống đây rồi. Umemiya thấy thế, liền ra lệnh cho những thành viên còn lại của bộ Furin không được manh động. Đồng thời, ông anh cũng chấp nhận lời thách đấu của Choji, với điều kiện là những thành viên khác bên Shishitoren cũng không được can thiệp. Được thì có được đấy. Nhưng Togame cũng bảo rằng, giờ đã trễ rồi, kèo này hẹn sang hôm khác đi. Chỉ đấm nhau trong bóng tối, không thấy được bản mặt bầm dập của Bofurin thì còn gì là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới nữa. Tối hôm đó, cả đám chú bé đào kéo nhau về quán của Kotoha ăn tối, sẵn tiện ngồi hàn huyên tâm sự. Nirei dù đã được đặt cách không tham gia trận đấu, nhưng nhóc này lại lo sốt vó cả lên. Nhỡ chẳng may Umemiya thua thật và Bofurin thuộc về tay Choji thì chẳng phải mọi chuyện sẽ toan sao? Kotoha trấn an cô cậu rằng sẽ không có chuyện đó đâu. Cô tin tưởng tuyệt đối vào Umemiya và Bofurin. Nếu Shishitoren là hộ báo cáo chồn, thì Bofurin cũng toàn kỳ nhân dị sĩ, nhất định không thua kém tí nào. Về phần Sakura thì cậu miễn bình luận. Cậu chỉ vừa hốc đầy mồm món cơm Omurice do Kotoha làm, vừa thắc mắc là sao cả khu phố này có đầy quán, nhưng bên Bofurin lại cứ thích chen vào cái quán bé tẹo này nhỉ. Suo đáp rằng đấy là truyền thống rồi. Bọn mỏ hổn năm nhất vừa ngồi một lát, thì Umemiya và Hiragi cũng tới. Vừa mở cửa vào quán, Umemiya đã hí hửng móc điện thoại ra, khoe với Kotoha mấy cây ăn quả mà anh mới trồng. Kotoha cũng gật gù ra vẻ khen ngợi. Nhìn thấy tương tác rất tự nhiên của cả hai, Sakura vô cùng sốc. Cậu đoán chắc Kotoha là bạn gái của Umemiya rồi. Nhưng ông anh ngay lập tức phản bác là no. Kotoha là em gái của anh đấy. Trước kia, Umemiya và Kotoha đều là trẻ mồ côi, sống tại cùng một cô nhi viện. Cả hai lớn lên cùng nhau, nên Umemiya luôn coi Kotoha như người nhà. Anh thương cô lắm. Nếu biết Kotoha gặp nguy hiểm, chắc chắn Umemiya sẽ sững cô lên. Nên để tránh phiền phức, Hiragi mới dặn Sakura không nên hé môi về chuyện hôm qua là vậy đấy. À mà Kotoha bằng tuổi chú bé đào nha. Sau khi giới thiệu xong, Hiragi và Umemiya liền nói về Shishitoren, rằng từ lâu, bên đó đã được coi là băng nhóm truy cầu sức mạnh thông qua đánh nhau. Đúng là họ rất nóng nảy, nhưng trước kia chưa từng ra tay với học sinh cấp 2 bao giờ. Hồi đó, Shishitoren và Bofurin cũng từng vài lần đi đường quyền với nhau, nhưng sau khi xong, hai bên đều rất dĩ hòa vi quý. Nhưng kể từ khi Choji lên làm thủ lĩnh, chuyện xấu về Shishitoren nhiều không kể hết. Hiragi không biết vì lý do gì mà Shishitoren lại thay đổi nhiều đến vậy. Umemiya thì nghĩ Choji chính là nguyên nhân, còn sự tình như nào thì không ai rõ. Ngày mai nói chuyện rõ ràng thì ắt sẽ sáng tỏ mà thôi. Sakura thắc mắc là ủa, đi đấm nhau mà cũng nói chuyện được hả ta? Thì Umemiya bảo là đấm nhau cũng là một dạng đối thoại. Đôi khi, những cú đấm lại là công cụ giao tiếp còn tốt hơn cả ngôn từ. Umemiya cũng dặn kỹ đám nhỏ là mai nhớ có mặt đúng giờ nha. Cậu nhóc cấp 2 bấy giờ muốn cảm ơn tất cả mọi người. Cậu chúc cả bọn may mắn. Trong khi cả bọn đều vô tư ok với thằng nhóc, thì Sakura cứ lầm lũi phía sau, mặt đỏ lựng lên như cà chua chín. Thấy thế, Kotoha bảo cô cậu cứ đáp hãy giao cho tôi là được. Dù ngại chính mặt, nhưng cậu cũng lắp bắp nói theo. Sáng hôm sau, cả bọn tập trung đúng giờ như Umemiya đã dặn. Sau đó nối đuôi nhau đi đến địa bàn của Shishitoren.
Khu phố này khác hẳn với nơi mà Bồ Phu Đình quản lý. Ở đây toàn là quán nhậu, không nói cũng thừa biết rằng khi đêm đến, nơi này sẽ hỗn loạn đà rào. Tính ra, đây là lần đầu tiên Sakura đi đấm nhau vì một chuyện không trực tiếp liên quan đến bản thân mình. Nếu hỏi cậu có hồi hộp không, thì quả thật là có, nhưng cu cậu không hề sợ hãi. Cơ mà, chú bé đào không hiểu sao Nire cũng lò dò đi theo. Nhóc này được đặt cách không cần tham chiến vì kỹ năng ẩu đả bằng không mà. Đi theo để làm bao cát hả ta? Tuy nhiên, Nire đã hùng hồn tuyên bố rằng nhóc phải có mặt, vì nhóc cũng là người của Bofurin mà. Lỡ mà tim mình có bong dập, thì cũng phải có người còn tỉnh để gọi cứu thương chứ. Với lại, Nire cũng muốn nhân cơ hội này để học hỏi từ mọi người cách đánh nhau. Đi không lâu lắm, rốt cuộc cả bọn cũng gặp được đám Choji và Togame, rồi được dẫn về căn cứ của Shishitoren. Nơi này tính ra tồi tàn hơn trường cấp 3 Furin nhiều. Chỉ là một rạp hát bị bỏ hoang, toàn bộ các thành viên khác của Shishitoren đều đã có mặt để xem trận tỷ thí giữa hai băng nhóm khét tiếng. Nhìn một lượt xung quanh, Shuo cảm thán rằng nơi này đích thực là một lồng chứa quái vật, khiến nhóc Nire nghe xong sợ run người. Bây giờ, tâm trí của nhóc chỉ lo rằng không biết sau chuyến này mình có được toàn mạng quay về không nữa. Biết vậy từ đầu đã méo đi theo cho rồi. Sakura thấy thằng bạn sợ toát mồ hôi hột thì bảo rằng cứ tự tin khoe cá tính là được. Nhìn thẳng vào mắt tụi bên Shishitoren rồi hiên ngang mà đi. Càng khúm núm, tụi nó sẽ càng muốn ăn tươi nuốt sống bên mình đó. Choji sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Bofurin thì chạy ngay lên sân khấu với tâm trạng đầy phấn khích. Cậu ta tuyên bố trận chiến đến lúc bắt đầu. Một người bên Shishitoren sẽ đối đầu với một người bên Bofurin. Ai muốn đấu với ai thì cứ mạnh dạn chỉ điểm là được. Umemiya bảo rằng Verdes hôm nay sẽ là trận chiến giữa anh và Choji. Còn lại thì tụi nhỏ muốn làm gì thì làm, đừng quan trọng thắng thua, chỉ cần tụi nhỏ vui là được. Sakura thì vốn máu liều nhiều hơn máu não, miễn đập được hai kẻ cầm đầu Shishitoren cùng với cái lý tưởng ngu ngốc về sức mạnh của mấy khứa đó là cậu vui rồi. Lời này của chú bé đào khiến Umemiya vô cùng hài lòng. Bên Shishitoren thì bắt đầu thảo luận xem ai là kẻ sẽ lên sàn trước. Choji thì muốn đấu với Umemiya ngay cho nóng, nhưng nếu vội thế thì làm gì có tụng hay để xem. Thế nên bên đó đã cử Arima ra trận trước. Được biết khứa này rất được Togame và Choji trọng dụng, và khứa đã ngay lập tức chỉ định Sugishita đấu với mình. Sugishita cũng đang rất nóng máu với đám bên Shishitoren, chỉ muốn dâng bên đó một trận như tử vì tội dám động tới idol của cu cậu. Shishitoren nhiệt liệt cổ vũ cho Arima để thể hiện cái uy của đội chủ nhà. Bofurin phải chịu lép vế một chút do quân số ít hơn, nhưng những lời động viên mà các anh em gửi đến Sugishita đều rất chân thành. Đến cả Sakura cũng mở miệng bảo thằng bạn thân kim oan gia của mình rằng liệu hồn thì đừng có thua. Theo thông tin mà Nire thu thập được, Arima từng làm gãy mấy cái xương sườn của đối thủ chỉ bằng một cú đấm. Thằng nhóc lo cho Sugishita vờ lờ. Shuo trấn an rằng Sugishita sẽ mạnh khỏe thôi, không sao đâu. Thấy thế, Umemiya cũng cho rằng nếu so sánh giữa cả hai thì anh có niềm tin với thằng cù nhà mình hơn nhiều. Trên sàn đấu lúc này đây, Arima đang thật sự phải đối đầu với một con bẹt rê cao 1m92, tính nóng như lửa và ưa cắn người. Trong một khắc, Arima đột nhiên hét to về hướng Umemiya, khiến Sugishita bị phân tâm nhìn về phía thủ lĩnh của mình. Nào ngờ, đối thủ lợi dụng tình thế đó để lao đến tặng cậu một đòn. Chiêu trò của Arima làm cả khán đài chết lặng. Hắn không những không biết xấu hổ vì chơi xấu, mà còn rất vênh váo, chế nhạo Sugishita. Nào ngờ, chưa tự mãn được bao lâu thì cậu đã bắt lấy tay hắn giữa cơn tức giận vì Arima dám gọi Umemiya một cách trống không. Còn chưa hoàn hồn vì lời cảnh tỉnh, Sugishita đã trả lại Arima một cú. Và thế là xong, ngất luôn chứ còn đứng gì nổi nữa. Thế trận đảo ngược và kết thúc nhanh chóng khiến toàn bộ Shishitoren đều phải thừa nhận rằng Bofurin rất mạnh. Sakura cũng đã sớm biết Sugishita sẽ giành phần thắng, bởi vì cậu đã nhìn rõ thực lực của khứa từ lúc đi đường quyền với nhau rồi. Trận đấu tiếp theo là Kanuma và Shuo. Sau khi chứng kiến bản thân mình bị hạ đo ván, thì có vẻ Kanuma đã dần mất đi vẻ ngạo mạn ban đầu. Trong khi đó, Shuo lại điềm tĩnh hơn nhiều. Theo như ghi chép của Nire, không có bất kỳ thông tin gì về Shuo, ngoại trừ việc cậu là kẻ có máu mặt từ hồi cấp 2. Thế nên, Shuo quả thực là một nhân tố bí ẩn. Trở lại khán đài, ngay khi Kanuma vừa nhào tới thì đã bị Shuo tung những chiêu thức quái đản hạ gục. Trước sự kinh ngạc của bao người, cứ mỗi lần Kanuma lao lên, Shuo sẽ lại vần đùa, khiến hắn phải đổ gục trong sự nhục nhã. Shuo đã hỏi Kanuma về triết lý nhân sinh và cách làm người. Điều đó khiến hắn bực bội và ức chế, vì cho rằng cậu đang cợt nhã mình. Nhưng dù Kanuma có điên cuồng lao đến thế nào,
thì vẫn chẳng động được một ngón tay vào Suo, chứ đừng nói chi là khiến cậu bị thương. Tất cả mọi người đều không hiểu gì về thế võ mà Suo sử dụng. Shishi Toren bắt đầu la ó vì cho rằng Kanuma thiếu nghiêm túc. Nhưng Sakura nhìn thấu thằng bạn của mình. Rõ ràng, trong Suo xấu tính thế, nhưng ai cũng bảo là cậu ta tốt bụng. Thay vì kết thúc đối phương sớm, thì Suo lại chọn cách khiến người đó bẻ mặt. Có lẽ là vì Suo cũng rất tức giận với cách hành xử của Shishi Toren. Thời gian thì thấm thoát trôi mà trận đấu thì vẫn dông dài. Kanuma càng ngày càng sợ hãi và vung tay bậy. Còn Suo thì vẫn thản nhiên dạy dỗ hắn về cách trở thành người trưởng thành. Dần dần, Togame cũng không chịu nổi nữa, yêu cầu Kanuma tự mình bỏ cuộc. Vì với sự yếu đuối của hắn lúc này không xứng đáng là một phần của Shishi Toren. Tóm lại, Suo đã giành chiến thắng áp đảo. Ngay lúc này, những tưởng mình sẽ được bắt đầu với Togame, Sakura lại bị buộc phải tiếp tục chờ đợi. Cậu khó chịu vô cùng. Nhưng vì Sako, ngũ đại của Shishi Toren muốn được so tài với tứ thiên vương Hiragi trước. Giữa Sako và Hiragi dường như đã quen nhau từ lâu, nhưng không một ai biết về điều này. Umemiya thì lại thấy chuyện đó bình thường mà, bởi vì chẳng nhất thiết những người mình quen biết bắt buộc chỉ có ở Bofurin và khu phố. Trước giờ, Sako chưa từng lên tiếng trong bất kỳ chuyện gì. Vậy mà lần này, cậu ta lại xung phong solo với Hiragi. Điều này cũng làm Togame với Choji có phần ngạc nhiên. Hiragi thừa nhận mình không thể thua. Vì thế, anh cũng chỉ đành cố hết sức. Chính sự thẳng thắn đó lại làm Sako tức điên lên. Cậu ta lao đến anh, nhưng Hiragi vẫn điềm tĩnh đỡ đòn. Sako muốn hạ gục Hiragi nhanh nhất có thể, chứng tỏ cho anh thấy rằng cậu nhóc năm nào từng lẻo đẻo theo anh chẳng còn nữa. Trước sức mạnh dữ dội của Sako, Hiragi rất nhanh đã bị đánh bay vào một góc. Sako cho rằng sự yếu kém hiện tại của anh tất cả là vì anh đã giao du với một đám không ra gì và suốt ngày lồng bồng với bọn Bofurin. Nào ngờ, cách nói chuyện hỗn hào đó của Sako đã làm Sakura tức giận, đứng lên quát tháo Hiragi. Tinh thần đồng đội bất ngờ này khiến ai cũng cảm thấy thú vị. Đương lúc còn đang trò chuyện, Hiragi không biết từ lúc nào đã đặt tay lên vai Sako, tự hào rằng lâu rồi mình mới nhận được cú đá mạnh mẽ thế này, khiến cậu ta vô cùng giật mình. Trận chiến tiếp tục với sự đáp trả liên hoàn của Hiragi, áp đảo toàn bộ tình thế. Chỉ trong một thoáng, Sako đã bị hạ gục. Nhìn thấy sự thất bại của đàn em, Togame định nhờ ai đó khiêng kẻ thua cuộc xuống, nhưng Hiragi đã tự mình làm điều đó. Thậm chí, Hiragi còn cản trở Togame khi thấy hắn có ý định lột đồng phục băng của cậu, bởi vì anh cho rằng cách hành xử hiện tại sẽ chẳng bao giờ giúp Shishi Toren vươn lên hay mạnh hơn được.